Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là học là tiết số 2. Bài số 1 tính 2142 ta nhân cho 4. Chúng ta sẽ nhân cái hàng đơn vị trước. 4 x 2 là bằng 8, chúng ta viết dưới đây. Nè. 4 x 4 bằng 16, viết 6 ta nhớ 1. 4 x 1 là bằng là 4, 4 1 nhớ là bằng là 5. 4 x 2 là bằng 8. 3 x cho 7 x 3 21, viết 1 ta nhớ 2. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 là bằng 9. 7 x 0 là 0, 7 x 1 là bằng là 7. 8 x 1 là bằng là 8. 8 x 0 là bằng 0. 8 x 2 16, 6 ta nhớ 1. 8 x 1 8 với 1 nhớ là bằng 9. 2 x 2 là bằng là 4. 2 x 3 là bằng là 6. 2 x 5 là bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 2 x 4 8 1 nhớ là 9. Bài số 2 đặt tính là tính, chúng ta đặt giống như ở trên bài trên. 2619 ta nhân cho 3. Ba nhân chín là 27. Thứ bảy ta nhớ 2. 3 x 1 3 3 x 2 là 5. 3 x 6 18 với 8 ta nhớ 1. 3 x 2 6 17. 5 x 7 là 35, viết 5 ta nhớ 3. Khi mà chúng ta nhân mà có cái số 0 này đó thì bên này chúng ta nhân bao nhiêu chúng ta ghi bấy nhiêu luôn. Tại vì lát nữa thì chúng ta cũng nhân cho 0 cho 5, 5 là bằng là 0. Rồi. Cho nên ngay chỗ này chúng ta sẽ 5 x 7 là 35, tôi ghi 35 luôn. Rồi coi như là số 0 chúng ta đã nhân rồi, chúng ta chuyển qua số này luôn. 5 x 8 là 40, viết 0 là nhớ 4. 5 x 1, 5, 5, 4, 9. 1219 ta nhân cho 4. 4 x 9, 36, viết 6 là nhớ 3. 4 x 1, 4, 4, 3, 7. 4 x 2 là bằng 8. 4 x 1 là bằng 4. 4263 ta nhân cho 2. 236. 2 nhân cho 6 12, viết 2 ta nhớ 1. 2 nhân 2 4 1 5. 2 nhân 4 là bằng là 8. Chúng ta qua bài số 3. 1216 ta trừ cho 200. 200 ta trừ cho 200 như vậy là còn hết cái phần trăm. Vậy là 2000 vẫn còn 1 nè. Và 0, 1, 6 Rồi 1016 ta nhân cho 3. 3 x 6 18, viết 8 là nhớ 1 này. 3, 1, 3 là bằng 4 này. 0 này, 3. Rồi này chúng ta sẽ trừ cho 200 bằng là 2040, 18. Rồi chúng ta sẽ nhân cho 2 thì ra là 5696. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Một làng nghề mỗi tháng dệt được là 2070 tấn lụa. Hỏi sau 3 tháng làng nghề đó dệt được bao nhiêu tấn lụa? Ta lấy số này ta nhân cho 3 vậy thôi. Số tấn lụa sau 3 tháng dệt được là số tấn lụa sau 3 tháng dệt được là, ta lấy 2070 ta nhân cho 3 bằng 0. 3 x 7 21, 3 x 2 là 6, là đơn vị là tấn lụa. Đáp số là 6210 tấn lụa.
Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.